Xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Vòng quanh đường phố Sài Gòn hôm nay, phần 2, chúng ta tiếp tục một vòng quanh đường phố Sài Gòn năm 2019. Hiện tại chúng ta lại tiếp tục chạy trên con đường kênh Nhiêu Lộc. Kênh Nhiêu Lộc là một trong những con kênh xuyên suốt thành phố Hồ Chí Minh, kéo dài qua vài quận, được chỉnh trang đô thị và hoàn thiện cách đây 10 năm. Và hiện tại là đang một trong những dòng kênh mang cảnh quan đẹp cho thành phố Hồ Chí Minh. Tại chúng ta đang ở ngã tư Hoàng Sa và Trần Quang Diệu. Đường Hoàng Sa và đường Trường Sa là hai con đường song song trên tuyến kênh Nhiêu Lộc. Đường Trần Quang Diệu phía trước mặt chúng ta sẽ nối vào đường Trần Văn Đan bên tay phải nữa. Đường Trần Văn Đan là con đường đi ngang qua ga Hòa Hưng. Ga Hòa Hưng hay còn gọi là ga Sài Gòn là một trong những đầu mối giao thông trọng điểm của tuyến đường sắt Bắc Nam của Việt Nam. Trước mặt đi thẳng là đường Trương Định, nhưng mà lại đường một chiều, chúng ta đang quẹo vào đường rạch Bùng Binh. Đường rạch Bùng Binh này cũng có thể dẫn thẳng về ga Sài Gòn, nhưng hiện tại chúng ta sẽ rẽ trái đi vào đường Bà Huyện Thanh Quang. Đường Bà Huyện Thanh Quang là một con đường khá nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Phía bên tay phải chúng ta là nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Phía trước mặt chúng ta là giao lộ Bà Huyện Thanh Quang và đường Kỳ Đồng. Đường Kỳ Đồng này cũng là một trong những tuyến đường có những cái địa điểm nổi tiếng gắn liền với cuộc sống của rất nhiều người Sài Gòn xưa. Chúng ta chuẩn bị đi ngang qua giao lộ Lý Chính Thắng và Bà Huyện Thanh Quang. Phía trước mặt chúng ta là giao lộ Bà Huyện Thanh Quang và Tú Sương. Hiện tại chúng ta đang đứng chờ tín hiệu đèn giao thông. Chúng ta đang tiến về giao lộ Bà Huyện Thanh Quang và Nguyễn Thị Minh Khai. Đường Nguyễn Thị Minh Khai đây là một
cái trục đường chính và xuyên suốt của thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là một trong những tuyến đường có mật độ lưu thông rất là lớn. Phía bên tay phải của chúng ta đó là công viên Tàu Đàn. Đây cũng là một trong những công viên đầu tiên và lâu đời tại thành phố Hồ Chí Minh. Phía trước mặt của chúng ta là giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Trương Định. Khi đi qua khỏi giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Trương Định thì phía bên tay phải của chúng ta là nhà văn hóa lao động, hay còn gọi là cung văn hóa lao động thành phố Hồ Chí Minh. Trước mặt bên tay phải là đường Nguyễn Trân Công Chúa, và bên tay phải chúng ta là Dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập là một trong những cái di tích lịch sử rất đáng chú ý của thành phố Hồ Chí Minh. Bên tay trái là trường Trung học Lê Quý Đôn, cũng là một trong những ngôi trường lâu đời tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi lưu thông trên đường phố Sài Gòn thì thường xuyên diễn ra cảnh là tắc kẹt xe vì mật độ của người dân sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh khá là đông và sử dụng phương tiện cá nhân là xe máy rất là nhiều. Thế cho nên rằng là cái việc mà tắc nghẽn giao thông xảy ra là thường xuyên. Thế nhưng có một điều rất là thú vị là tuy là đông xe nhưng mà cảnh chen lấn hay là va quẹt nhau thì rất là ít diễn ra. Bên tay phải chúng ta cũng là Dinh Thống Nhất, hay còn gọi là Dinh Độc Lập đấy. Tiếp theo chúng ta rẽ trái đi vào đại lộ Lê Duẩn. Đại lộ Lê Duẩn là một trong tuyến đường trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh và thường xuyên diễn ra các cái về lễ hội ánh sáng hay là lễ hội đường phố. Đại lộ Lê Duẩn này đi ngang qua cái công viên. Công viên này có tên là Công viên Thống Nhất. Đây là một mảng xanh rất là quý trọng tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Phía trước mặt chúng ta bên tay phải là nhà thờ Đức Bà, nhà thờ lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Phía bên tay trái đó là trung tâm thương mại Diamond Plaza. Tại nhà thờ Đức Bà thành phố Hồ Chí Minh thì đang xuống cấp rất là trầm trọng, cho nên là chính quyền thành phố đang tiến hành sửa chữa. Việc sửa chữa này đã kéo dài gần một năm. Phía trước mặt chúng ta là trung tâm thương mại Diamond Plaza, và chúng ta đang đi trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch. Nếu đi thẳng đường Phạm Ngọc Thạch này, nó sẽ ra cái Hồ Con Rùa. Hồ Con Rùa cũng là một địa danh nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Phía bên tay phải là nhà văn hóa thanh niên. Chúng ta quay vòng lại một lần nữa để ngắm lại nhà thờ Đức Bà. Hiện tại nhà thờ này thì đang tiến hành trùng tu sửa chữa vì đã có tuổi thọ rất là lâu, cho nên là nhà thờ đang rất là xuống cấp.
Đây là một trong những đợt trùng tu sửa chữa lớn và kéo dài nhất của nhà thờ. Trái chúng ta là khuôn viên phía trước nhà thờ. Chúng ta hiện tại đang tiến về đường Đồng Khởi. Đường Đồng Khởi là một trong những tuyến đường đắc địa tại trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây tọa lạc rất là nhiều cao ốc, tòa nhà, văn phòng và những trung tâm thương mại lớn và sầm uất nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đang đứng chờ tín hiệu giao thông tại giao lộ Đồng Khởi và Lý Tự Trọng. Phía bên tay trái của chúng ta đó là tòa cao ốc văn phòng Vincom Plaza của tập đoàn Vingroup. Xin mời quý vị đón xem phần 3 của video dạo quanh thành phố Sài Gòn này. Xin hẹn gặp lại quý vị ở phần 3.